Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh dịp Tết Nguy cơ trẻ nhập viện vì ăn uống vô độ dịp Tết Cách nhận biết, trả giò lụa ăn Tết là hàng chuẩn không chứa hàn the Đề phòng sức khỏe với loại hạt ngâm hóa chất cực độc dịp Tết Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Kính chúc quý vị ngày mới trong tiết xuân đong đầy, lòng thật hoan hỉ và bình an. Thưa quý vị, giò lụa chả là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu vào mỗi dịp Tết nguyên đán. Mặc dù hai món ăn này chúng ta có thể mua bất cứ thời điểm nào, nhưng mỗi khi Tết về, nó vẫn có một chỗ đứng vô cùng ý nghĩa trên mâm cỗ Tết. Tuy nhiên, dù giò lụa chả được bày bán ở nhiều nơi, nhưng không phải chỗ nào cũng ngon, uy tín chất lượng nhiều nơi còn cho quá nhiều bột hay cả hàn the vào giò vì thế để tránh mua phải những thực phẩm này mỗi người hãy tự trang bị những kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình theo những người làm giò lụa truyền thống lâu năm, một cây giò lụa ngon khi cắt ra, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay nó có màu trắng ngà phớt hồng. Bên cạnh đó, nhiều người tưởng rằng giò ngon thì bề mặt lát cắt phải thật phẳng, nhưng thực tế không phải vậy. Một miếng giò ngon thì bề mặt lát cắt sẽ có nhiều lỗ giò, do giò, giò làm từ thịt nạc ngon, khi được nghiền thịt sẽ quánh dẻo lại và bọc lớp không khí bên trong, nên lúc luộc hoặc là hấp giò không khí ấy sẽ nở ra và tìm cách chui ra ngoài, tạo ra những lỗ giò

còn nếu do không có những lỗ giò này mà bề mặt cắt phẳng, tức là giò đã bị pha lẫn nhiều bột và làm bằng thịt không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, lưu ý là khi dùng dao cắt mà thấy dao bị xít, dính mặt giò, khó thái, chứ không trơn tuột là giò lụa ngon. Nhìn miếng giò lụa mịn và hơi ẩm. Thông thường để miếng giò có mùi thơm thì giò phải được làm từ thịt ngon. Giò lụa chuẩn chỉ, thơm thoang thoảng, quyện với hương của lá chuối vô cùng hấp dẫn. Và nếu như bạn thấy một khoanh giò có mùi thơm nồng, thơm sực thì nên thận trọng bởi vì rất có thể đó là loại giò đã được tẩm chất phụ gia hương thịt. Đặc biệt là nếu giò lụa có mùi ôi, thiêu, lá gói khô, cũ, chuyển sang màu vàng, dính nhớt tay hoặc là có triệu chứng của nấm mốc thì tuyệt đối không mua khi mua giò tốt nhất là bạn nên nếm thử sẽ để lại cảm nhận rõ nhất xem nó ngon hay không một khoanh giò ngon thì khi ăn sẽ có mùi thơm hơi ngọt hơi dai giòn nhẹ mềm mềm nhưng không dai giòn bất thường giò chuẩn sẽ không có cảm giác khô rắn không bị bã và cũng không bị bở nếu như ăn thử thấy giò bở không có mùi thơm không có lỗ rỗ trên bề mặt thì giò đó đã bị trộn với quá nhiều bột còn khi ăn thử thấy giò giòn dai mịn bất thường thì đã bị pha với hàn the trong khi chế biến Tương tự như giò lụa khi mua chả để ăn Tết, các bạn cũng cần phải quan sát phên chả. Những phên chả ngon sẽ có lớp vỏ có màu vàng tự nhiên của thịt rán, nhưng mà sẽ có phần vỏ hơi sần sùi, không mịn, còn lớp bên trong thì mềm, mịn, có nhiều lỗ rỗ nhỏ. Sờ tay vào miếng chả bạn sẽ cảm nhận được độ hơi mềm, hơi ươn ướt nhưng mà không dính nhớt mà chỉ dính một chút mỡ ở tay. Đó là bởi chả được pha với liều lượng mỡ nhiều hơn giò lụa nên khi sờ vào chả sẽ dính nhiều mỡ ra tay hơn là giò. Khi mua những đồ ăn như giò chả, bạn nên ngửi mùi để xem chất lượng đạt đến đâu. Chả ngon sẽ có mùi thơm nhẹ, hơi béo. Còn nếu như miếng chả có mùi thơm, dai, giòn, bất thường thì rất có thể nó đã bị trộn lẫn với hàn thè. Chả ngon là khi ăn không bị nát, không bở mà cũng không quá khô cứng. Nếu như miếng chả quá bở, ăn không còn vị béo ngậy đặc trưng của thịt, bề mặt không có lỗ rỗ thì tức là trong lúc chế biến thịt đã bị pha lẫn với bột. Với hàng loạt các thông tin trên, hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được các cây giò phên trả đảm bảo sức khỏe cho cả nhà trong những ngày Tết. Thưa quý vị, mâm cỗ cúng ngày Tết của người miền Bắc bao giờ cũng không thể thiếu một bát canh măng khô đậm đà ấm nóng. Tuy không cầu kỳ sang trọng nhưng thể hiện được sự cẩn trọng chu đáo của gia chủ nhưng măng khô không hề an toàn như nhiều người tiêu dùng vẫn lầm tưởng và nếu chế biến măng sai cách thì sẽ không khác gì thuốc độc gây hại cho sức khỏe Canh măng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt trong dịp Tết Nguyên đán, bao gồm cả măng tươi và măng khô. Thế nhưng, ít ai biết rằng là cả hai loại măng này đều có nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi sử dụng. Với măng tươi thì nó có chứa hàm lượng cyanides cao, khoảng 230 mg trên 1 kg măng củ, cho nên nếu như không chế biến kỹ hoặc là ăn quá nhiều cũng có thể gây hại với một số cơ quan trong cơ thể bao gồm gan, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng là nếu như ăn măng tươi thì nên luộc đi luộc lại nhiều lần trước khi chế biến để giảm chất độc trong măng với măng khô nếu như mà mua hàng trôi nổi thì các bạn có thể là mua phải măng ngậm hóa chất bảo quản. Trong đó bao gồm lưu huỳnh chất thường dùng để sông măng khi mà sấy khô để chống mốc. Và trong quá trình sơ chế và chế biến thì lưu huỳnh có trong măng rất khó để loại trừ được hết. Một khi mà chất độc này đi vào cơ thể thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe. Cụ thể nếu như ăn măng khô chứa hàm lượng lưu huỳnh thường xuyên, người dùng có thể bị tổn thương về gan. Hệ thần kinh, thay đổi hành vi, ảnh hưởng hệ tuần hoàn, chức năng tim mạch, tổn thương mắt, giảm thị lực, ảnh hưởng chức năng sinh sản, hệ miễn dịch, tuyến nội tiết. Trong trường hợp cấp tính thì người dùng sẽ có biểu hiện ngạt mũi, chảy nước mắt, đau đầu, tức ngực. Ngoài ra thì măng khô không có giá trị dinh dưỡng gì cả, ngược lại chúng chứa chất xơ không hòa tan có thể gây rối loạn tiêu hóa, tắc ruột nếu như mà ăn nhiều, đặc biệt là đối với người già những người mà có nhu động ruột kém. Nếu như mà sấy lưu huỳnh măng khô sẽ có mùi nồng nặc rất khó chịu nên các bạn có thể đưa lên mũi để ngửi khi chọn mua. Tuy nhiên thì vẫn rất khó để nhận biết măng an toàn và măng ngâm hóa chất bằng mắt thường và ngửi. Bởi vì vậy tốt nhất là các bạn nên mua măng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sau khi mà mua măng về, các bạn nên rửa sạch rồi ngâm măng bằng với nước ấm hoặc là nước vo gạo trong 2 đến 3 ngày để loại bỏ độc tố trong măng cũng như là giúp măng được mềm hơn. Và các bạn lưu ý là các bạn cần phải thay nước ngâm măng hàng ngày. Và ngoài việc ngâm măng kỹ lưỡng thì trước khi nấu các bạn cũng nên luộc măng nhiều lần. Mỗi lần luộc khoảng 30 phút và nhớ là thay nước sau mỗi lần luộc nhé. Khi luộc thì các bạn cũng nên cho chút muối vào để giúp cho măng được mềm hơn. Khi nước luộc trong và măng mềm các bạn hãy vớt măng ra chờ nguội và ráo nước rồi chế biến. Thưa quý vị, ngày Tết những loại hạt như là hạt dưa, hạt bí, hướng dương hay hạt giải cười đều là một trong những loại hạt được rất nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được rằng những loại hạt này đều ngậm một lượng không nhỏ hóa chất vô cùng độc hại và có thể gây nên những ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe con người. Hạt hướng dương là loại hạt luôn có mặt trong những ngày Tết của gia đình Việt. Tuy nhiên thì để hạt hướng dương giòn và giữ được vị thơm lâu hơn, nhiều cơ sở kinh doanh đã cho phèn vào. Trong phèn thì chứa nhôm, khi vào cơ thể sẽ rất là khó bị đào thải ra ngoài, gây tổn hại cho não, tế bào thần kinh khiến cho trí nhớ bị suy giảm, thậm chí là để cho hạt hướng dương bóng đẹp bắt mắt, nhà sản xuất sẽ cho thêm bột thắc và đây là một loại bột có chứa chất gây ung thư thực tế thì trên thị trường hiện nay hạt hướng dương được bày bán tràn lan với số lượng rất lớn, giá sỉ dao động từ 38.000 đến 42.000 đồng một kg. Tuy nhiên thì hướng dương được bán đổ đống, không hạn sử dụng và thông tin về sản phẩm. Hạt dưa rất là giàu protein, vitamin nhóm B và các loại khoáng chất như là magie, phosphor, sắt, kali, natri, đồng, mangan và kẽm nữa. Đặc biệt là hạt dưa thì rất giàu chất béo hòa tan cực tốt cho sức khỏe. Và các chất này thì giúp phòng chống bệnh huyết áp, tim mạch, duy trì hoạt động của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, để có màu đẹp mắt thu hút khách hàng thì hạt dưa đã bị nhiều nhà sản xuất nhuộm phẩm màu chứa hóa chất độc hại như là rodamin b à, vốn được dùng để nhuộm quần áo rồi bị cấm dùng trong thực phẩm và thuốc ăn hạt dưa nhuộm rodamin b thì thường xuyên sẽ bị gây suy gan thận thậm chí là bệnh ung thư hạt giải cười hay còn gọi là quả hồ chăn, quả hạnh phúc. Đây là món ăn vặt đắt khách dịp Tết bởi vì mùi vị rất là thơm ngon. Hạt dẻ cười thì còn chứa nhiều vitamin C, canxi, sắt, magie, phốt pho, mangan, đồng, kẽm, kali dồi dào có tác dụng là chữa suy nhược cơ thể và đặc biệt là chống ngán sau mâm cỗ ngày Tết. Hạt dẻ cười thì có giá khá là chát, nhất là vào dịp Tết, giao động từ 280 đến 350.000 đồng. Thậm chí là hàng mà xuất xứ Thái Lan rồi Indonesia giá ngót nghét cả triệu đồng một kg. Theo các chuyên gia công nghệ thực phẩm do thị hiếu của người dùng thích chọn sản phẩm bắt mắt cho nên là nhà sản xuất sử dụng chất tẩy trắng vỏ để đáp ứng nhu cầu này. Việc sử dụng chất chlorine, hóa chất sát khuẩn mạnh gốc clo có trong thuốc sát trùng hay là chất độc da cam để tẩy trắng là cực độc bởi vì trong quá trình tẩy trắng thì chlorine dễ theo kẽ hạt thấm vào nhân và ăn thường xuyên thì cái dư lượng sẽ ngày càng nhiều và nếu như gan không lọc được thì ung thư gan là điều không thể tránh khỏi. Màu hạt rẻ mà càng trắng thì hóa chất tác động vào đó lại càng nhiều. Hạt hơi vàng ngà thì hóa chất ít an toàn hơn và người tiêu dùng cần phải xem xét rõ nguồn gốc, thành phần, hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Hạt đậu nành thì chứa nhiều isoflavon có tác dụng là ức chế sự phát triển của các khối u vú và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là ăn 11 gram đậu nành hoặc là uống nửa lít sữa đậu nành mỗi tuần trong thời niên thiếu có thể bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh ung thư vú sau này. Và hiện nay thì hạt đậu nành sấy được rất là nhiều người ưa thích và được sử dụng nhiều trong những ngày Tết. Tại làng La Phù hay Đức Hà Nội thì hạt đậu nành sấy được xếp đống với số lượng lớn và được phân phối đi nhiều nơi tiêu thụ vào dịp Tết. Và đây là một loại hạt chứa rất nhiều chất bảo quản gây hại cho sức khỏe nếu như chúng ta ăn thường xuyên. Hạt bí ngô có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch cũng như phòng ngừa các bệnh ung thư nhờ chất chống oxy hóa carotenoids, axit uh, béo omega 3 và kẽm dồi dào. Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm khuyến cáo đây cũng là loại hạt rất dễ bị các cơ sở sản xuất dùng hóa chất chống mốc để bảo quản. Khi mà ăn thì sẽ sinh ra độc cho cơ thể và tích lũy dần dần sẽ làm tổn thương gan thận và lâu dần thì sẽ gây ra ung thư chính vì vậy để hạn chế khả năng nhiễm độc khi mà ăn thì người tiêu dùng chúng ta nên mua các loại hạt mà còn sống sau đó chúng ta rửa sạch bằng nước để ráo rồi mới rang chín thưa quý vị ngày tết là thời điểm trong năm mọi người chỉ hoãn việc ăn uống lành mạnh giảm cân đồng thời dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình khi đó những món ăn ngon được ưu tiên hơn bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà chúng ta đang cố gắng tuân theo nên có thể dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe vì vậy để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhất là các bệnh tiêu hóa và tránh tình trạng tăng cân trong dịp tết mỗi người nên lưu ý chế độ ăn uống sao cho lành mạnh Phong tục ngày Tết cổ truyền hầu hết các gia đình thường nấu nhiều món ngon bổ dưỡng và phần lớn các loại thực phẩm đặc trưng trong dịp Tết là có năng lượng rất cao, nhiều đường, nhiều béo, nhiều đạm động vật từ thịt cá, trong khi các bữa ăn thì lại ít rau xanh và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì những ngày Tết tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu như không biết cách duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là với những người mà mắc bệnh mãn tính. Vào dịp Tết thì mọi người có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian làm việc, lao động chân tay giảm, do đó tiêu hao năng lượng ít hơn so với ngày thường. Tuy nhiên cái việc cung cấp năng lượng thì ngược lại, việc chúng ta ăn nhiều không có thời gian tập luyện thể thao khiến năng lượng dư thừa không được tiêu hao, làm lượng mỡ trắng sinh sôi tích tụ lại. Điều này khiến cho nhiều người có thể cảm nhận rõ nhất chính là cơ thể nặng nề hơn ngay sau kỳ nghỉ Tết và đặc biệt là với những người mà mắc bệnh mãn tính như đái tháo đường huyết áp, tim mạch, mỡ máu, thừa cân béo phì nếu như chế độ ăn uống không hợp lý trong những ngày Tết thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là dẫn tới tình trạng bệnh nặng thêm. Và bên cạnh cái khẩu phần ăn nhiều đạm động vật, việc sử dụng quá nhiều bánh mất, kẹo, nước ngọt có ga, rượu bia và các loại nước ngọt khác sẽ làm tăng năng lượng khẩu phần và không tốt đối với những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và béo phì. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng, để không bị tăng cân hoặc các vấn đề sức khỏe về tiêu hóa trong dịp này, mọi người nên cân đối giữa nguồn chất béo động vật và thực vật. Tránh dùng các thực phẩm nhiều chất béo, nhiều cholesterol như là thịt mỡ, bơ format, nội tạng động vật, các món xào rán. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nêu, trưởng phòng truyền thông, tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm nên ăn uống vừa phải, không nên dồn vào ngày Tết và nên ăn tăng cường rau xanh, ít thịt để tránh táo bón, tránh cái tình trạng là nấu nướng quá nhiều. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp chúng ta khỏe mạnh vào dịp Tết. Với thực phẩm tươi sống cần phải rửa sạch để ráo nước, phân loại và cho vào các túi đựng thực phẩm hoặc là các hộp nhựa bảo quản trong ngăn đông. Đến bữa thì dã đông vừa đủ các thực phẩm cần sử dụng. Những loại rau củ, trái cây rửa và làm sạch những phần bị dập, hư hỏng để ráo và cho vào túi đựng thực phẩm buộc kín, bảo quản trong ngăn mát. Thực phẩm đã nấu chín cần để nguội cho vào hộp có nắp đậy hoặc là sử dụng màng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Những cái loại bánh trưng, bánh tét thì cần cất ở nơi thoáng mát, không đè hoặc là để bất cứ những cái vật gì lên bánh, tốt nhất là nên treo bánh lên. Khi mà chế biến thực phẩm thì chúng ta đừng tiếc mà sử dụng dầu cũ, bởi vì dầu nếu như đun đi đun lại sẽ tăng sinh chất béo thể đồng phân và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, gây mỡ máu cao thưa quý vị vào dịp tết trẻ thường được phụ huynh cho ăn uống thoải mái với nhiều loại thức ăn trong đó có cả bánh kẹo đồ ăn vặt nước ngọt đồng thời vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ít được quan tâm hơn điều này có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ thậm chí là nhập viện điều trị trong những ngày Tết, các ông bố bà mẹ bị cuốn vào những cái hoạt động ngày Tết với việc làm cỗ, ăn uống lưu bù liên miên rồi đi chúc Tết, khiến các bé cũng ít có thời gian được quan tâm chu đáo. Thậm chí là các em lại bị ảnh hưởng sức khỏe bởi những cái hoạt động này của người lớn, như là ăn uống không đúng giờ giấc, ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều thịt, nếp, ít rau, ăn nhiều kẹo bánh, hạt cắn rồi uống nước ngọt, rồi sinh hoạt bị đảo lộn, ăn ngủ không đúng giờ, di chuyển nhiều. Vì những cái lý do như trên cho nên là sức đề kháng của trẻ sẽ bị suy giảm, dẫn đến là dễ bị ốm, nhiều trẻ sẽ bị rối loạn tiêu hóa và bị viêm đường hô hấp. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trẻ nhỏ có một lượng ăn mỗi bữa không quá nhiều, nếu như mà cho trẻ ăn nhiều trong dịp Tết sẽ dễ dẫn đến đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy cần hạn chế đường từ bánh mứt bởi vì thực phẩm này thường là các đường đơn, hấp thụ rất là nhanh chóng vào cơ thể và năng lượng từ các thức ăn ngọt này được xem là năng lượng rỗng, thiếu các chất dinh dưỡng khác và dẫn đến cái tình trạng là cảm giác no, chán ăn và mất cân đối khẩu phần ăn. Chất béo ăn ngày Tết thường có nguồn gốc từ động vật, ít có lợi cho sức khỏe, chính vì vậy cần hạn chế ăn chất béo từ động vật. Và ngoài ra thì những ngày Tết các bạn nên lưu ý ăn thêm rau xanh, vốn thường bị bỏ sót vào dịp này. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Quy, phó khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết thì hai bệnh lý nổi trội ở trẻ đó là vấn đề về hô hấp và tiêu hóa. Bác sĩ Quy cho hay thức ăn ngày Tết thường sử dụng trong nhiều ngày. Chính vì vậy nhằm tránh các vấn đề về tiêu hóa ở trẻ trong dịp này, điều quan trọng là phụ huynh nên lưu ý việc lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo quản thức ăn và không tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Phụ huynh nên đưa trẻ đến bất kỳ cơ sở y tế gần nhà nếu như trẻ có dấu hiệu sốt nhiều để được tư vấn và điều trị kịp thời. Và đây là dấu hiệu đầu tiên, thường là trẻ sẽ sốt cao liên tục 2 đến 3 ngày. Bên cạnh đó trong dịp Tết dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm ở trẻ. Sau khi ăn 4 đến 6 giờ trong trường hợp trẻ lừ đừ, nôn ói nhiều hoặc là đi phân tiêu lỏng thì phụ huynh nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế. Bác sĩ Quy cảnh báo không nên có suy nghĩ ngại đến bệnh viện dịp Tết bởi vì có thể dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, nguy hiểm cho tính mạng của trẻ như là sốc nhiễm trùng, mất nước nặng gây trụy mạch. Vì sức khỏe, sự an toàn của mỗi người, đặc biệt là vì thế hệ tương lai, các gia đình hãy đón Tết một cách văn minh để đảm bảo Tết vừa vui vừa ý nghĩa, thực sự là lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm của người Việt nhé. Hy vọng với những thông tin nêu trên có thể giúp quý vị khán giả có thể phòng tránh và chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt để đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi các bản tin của chúng tôi trong năm mới 2023. Một lần nữa xin được gửi đến quý vị lời cảm ơn và chúc mừng năm mới.